khi mà cô gọi lên bảng hay là đứng dậy phát biểu mà trả lời sai ấy, thì em thấy xấu hổ ạ. Những khi tiết lý em lại thấy khá là mệt mỏi. Và khi cô bước vào lớp thì em chỉ mong 45 phút nó cũng trôi qua nhanh thôi. Nỗi sợ của em là có cả sợ cô, sợ cả môn học với cả sợ sai, cả ba sợ luôn. Chị Linh à? Không ạ. Em Phong đây, vâng. Em đang ở nhà không? Dạ, có ạ. Chị có một số chuyện mà dối quá không thể giải thích qua điện thoại được. Dạ. Chị chỉ không, chị có nghĩ đến em bây giờ đấy. Vâng, thế chị ở đâu hả chị? Bây giờ chị ở chỗ này đang dối lắm mà không thể liên lạc được với ai cả. Thì chị gửi cho em địa chỉ ngay bây giờ, xong em qua luôn cho chị nhá. Vâng, chị bình tĩnh chị nhá. Em qua ngay đây chị ạ. Vấn đề này đó là chị nhận ra em đã ở trong nhà quá lâu rồi. Và đôi khi để học một môn học mà em cảm thấy quá nhàm chán như là vật lý, em nên tìm một nơi mới có nhiều không gian và năng lượng hơn. À vâng. Đó là lý do chị hẹn em gia đình ngày hôm nay. À vâng. Lúc nhận được cuộc điện thoại của chị Linh thì em thấy khá lo lắng. Tại sao tự nhiên chị lại gọi cho mình? Mình nghĩ là Phong cũng hơi bất ngờ, có vẻ như là vừa mới bị chị lừa cho một phen. Nhưng mà sau đó thì với cái không gian này thì có vẻ em ấy cũng cảm thấy vui và thấy cái không khí này thực sự phù hợp để em ấy thử bắt đầu học một cái môn mà em ấy đang thấy quá chán. Cái bài của em làm đấy. Ôi trời ơi Phong ơi, em thực sự là tô màu kín quyển vở sao? Vâng, em thấy có vẻ từ nào cũng đều quan trọng hết. Thế thì có khác gì chị bảo em là tô màu luôn quyển vở cho nó có thêm sắc màu? Em, tất cả từ em tô nó đều là từ khóa mà, từ quan trọng ấy. Không có từ đấy thì sao mình hiểu được bài. Ôi, phòng ơi, chết chị chết mất. Vấn đề của em ngày hôm nay đó chính là em không xác định được đâu là từ cần phải đánh dấu, đâu là từ cần nhớ. Quá lạm dụng mà cái bút nhớ dòng mà tô kín hết cả vở. Như thế chả giải quyết được vấn đề gì. Thay vào đó là mình chỉ nhặt ra những từ khóa mà quan trọng nhất, những cái từ khái niệm mới. Mình gạch chân vào đấy. Chị có một giải pháp dành cho quyển vở của em ngày hôm nay. Đây là... Trông có vẻ quen. Trông như kiểu một dạng sơ đồ. Em đã trông thấy nó ở đâu rồi? Em chưa thấy nó bao giờ ạ. Đây sẽ là biểu đồ khái niệm. Em thấy cái hình này trông cứ phức tạp kiểu gì, nó nhiều hình tròn quá. Nhìn rối vào mắt, nhìn em thấy chán chẳng muốn làm. Nó phức tạp này thì khác gì cái việc học thuộc lòng như cũ của em đâu. Biểu này nó có rất nhiều mối liên kết với nhau. Hãy dùng bút màu là để em có thể phân tách những cái lớp nghĩa của cái biểu đồ đó. Nếu em vẽ ra kiến thức nó không nằm ở trên vở, nó không kín như này, mà nó sẽ có cái tư duy, nó sẽ giúp cho tư duy em như kiểu đào sâu. Mình phải dám làm, dám thử thì mình mới biết được. Em sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. Cái điều khó khăn khi mà sử dụng cái biểu đồ khái niệm này đó là nó buộc mình phải tập trung và chủ động trong việc liệt kê những cái khái niệm chẳng hạn. Còn nếu như mà Phong mà làm một cách đối phó thì chắc chắn là sẽ không thể thực hiện được. Chúng mình sẽ cùng nhau áp dụng cái bài học gần nhất của em vào cái biểu đồ này. Khúc xạ ánh sáng ạ. Đó, thì em có thể ghi cái trung tâm của cái biểu đồ này là khúc xạ ánh sáng. Và tất cả những cái định nghĩa liên quan, những cái nhánh liên quan nó sẽ từ cái khúc xạ ánh sáng này ra. Vâng ạ. Ngay lập tức, Linh đã hướng dẫn Phong cách sử dụng biểu đồ khái niệm vào chính bài vừa học trên lớp. Biểu đồ khái niệm là một trong những công cụ tư duy hữu hiệu giúp chúng ta hiểu rõ về bản chất của từng sự vật, hiện tượng thông qua các khái niệm lớn nhỏ khác nhau. Qua đó, chúng ta có thể hiểu được rằng một khái niệm lớn sẽ được tạo thành hay liên quan đến những nhân tố như thế nào và những nhân tố đó lại được cấu thành bởi những khái niệm hay nhân tố nhỏ hơn khác nữa.
Ví dụ như khi chúng ta nói đến khái niệm khúc xạ ánh sáng trong môn vật lý, chúng ta sẽ nghĩ đến những khái niệm như tia khúc xạ, tia tới, mặt phẳng tới, góc khúc xạ hoặc góc tới. Sau đó, nếu chưa hiểu hoặc chưa nhớ rõ các khái niệm nhỏ, chúng ta có thể xem lại sách giáo khoa và tự viết lại các định nghĩa về khái niệm đó và những nhân tố liên quan đến nó ở từng khái niệm tiếp theo. Bằng cách này, chúng ta có thể tự hệ thống lại kiến thức theo từng bài hoặc từng chương một cách hiệu quả. Nhánh 1, tia tới. Bên cạnh tia tới, người ta lại có nhắc đến tia gì nhỉ? Tia khúc xạ. Mình cứ liệt kê trước, rồi sau đó quá trình giải thích chúng mình sẽ làm sau. Vâng ạ. Tiêu tùng nào? Định luật khúc xạ ánh sáng. Định luật khúc xạ ánh sáng. Em thấy không, chúng ta mới chỉ hết một trang mà em đã lọc được cho mình rất nhiều nhánh. Vâng. Tức là cứ thấy cái gì nó hơi hơi lạ hoặc là không thể nhớ ngay lập tức, em viết ngay một nhánh cho chị. Vâng. Trong sách có rất nhiều ví dụ về hình. Vâng. Điều đó chứng tỏ nghĩa là chúng ta có thể nhìn hình minh họa. Đúng rồi, nó sẽ dễ dàng hơn cho em nếu như em hình dung ra cái hình đó. Em thấy biểu đồ khái niệm này mang lại khá nhiều lợi ích, là em có thể phân chia các từ khóa nó dễ nhìn hơn này, xong rồi viết những khái niệm ra theo cái ý hiểu của em thì nó sẽ dễ nhớ hơn. Đồng thời nó không còn nhiều chữ hay là rút ngắn lại được những cái từ ngữ mà khô khan mà mình viết ở trong vở. Thay vào đó là những cái từ ở trong biểu đồ này và những cái màu sắc tươi mới thì nó dễ nhớ hơn đấy ạ. Giúp mình có một cái nhìn nó tổng quát hơn về một bài học hoặc một chương. Nó sẽ rút ngắn được cái thời gian hơn khi mà em ôn bài trước những kỳ thi hơn là đọc cả quyển vở hoặc cả quyển sách của em. Thay vào đó chỉ bằng một cái tờ giấy, những cái chữ và màu sắc khác nhau thì mình dễ nhớ ạ. Giờ thì em xem lại bài cô có chấm sót, chấm sai chỗ nào không. Sau đó có gì thì phản ánh lại luôn. Và kết quả là cuối cùng thu lại cho cô bài nhé. Tại sao Phong lại cười khi nhận được kết quả? Từ lúc tham gia chương trình thì em đã có một mong muốn là mình sẽ yêu môn lý và tự tin môn lý hơn, không bắt buộc điểm phải cao hay thấp như thế nào. Và bây giờ thì em cũng đã thấy mình thỏa mãn, mình hoàn thành được cái ước nguyện của mình từ khi từ đầu em ra chương trình rồi ạ. Và mà không như thế mà điểm lý của em cũng lần đầu tiên được điểm 6. Nghe có vẻ hơi thấp nhưng mà đối với em thì đây khá là cao. Liệu mẹ Phong sẽ nghĩ gì về kết quả này? Khi học kỳ 1, khi bạn ấy đem điểm về thì bạn thất vọng và bạn ấy nói rằng là rất là nát. Thế nhưng mà sang đến học kỳ 2, qua cái thời gian đi học theo chương trình học sao cho tốt thì bạn có vẻ vững vàng hơn. Bạn không còn cảm thấy sợ hãi mỗi khi mà có giờ vật lý hay là làm bài vật lý. Và cái điểm mà bạn ấy đưa về, bạn bảo là điểm 6, thì bạn bảo là con thấy đây là một cái điểm tuyệt vời. Từ cái chỗ mà con cảm thấy nó cái môn vật lý là một cái môn gì đấy nó xa vời, nó làm cái gì đấy nó không thuộc về con, thì bây giờ con thấy rằng là con đã có thể sẵn sàng đương đầu với nó.